Thủ tướng vừa sang thăm Mỹ, siêu cường chip thế giới đã tặng món quà đắt giá này cho Việt Nam. Việt Nam Stronger xin chào tất cả các bạn. Cách đây một tuần, khi Mỹ và Việt Nam nâng tầm quan hệ lên tầm đối tác chiến lược, nhiều người suy luận rằng đây là một cách để Mỹ dần thoát khỏi việc phụ thuộc vào công xưởng thế giới Trung Quốc. Điều này là hoàn toàn có cơ sở, điển hình là vấn đề để sản xuất chip. Suốt nhiều năm nay, Hoa Kỳ vẫn một mực chọn mặt gửi vàng, đổ tiền vào đất nước tỷ dân Trung Quốc để sản xuất chip với tham vọng làm ông trùm công nghệ bán dẫn. Ngỡ rằng ông bạn láng giềng phương Bắc sẽ giúp Hoa Kỳ tiền đẻ ra tiền, hốt bạc không kịp. Ai ngờ Trung Quốc lại gây thất vọng khi cứ loay hoay nhân lực, dịch bệnh và khủng hoảng năng lượng. Rõ ràng khi này là Mỹ không muốn đầu tư thêm nhiều vào Trung Quốc nữa, họ muốn tìm nước khác thay thế. Và thế là mới đây, khi Thủ tướng Phạm Minh Chính có chuyến công du sang Mỹ, nước này đã đặt bút ký với Việt Nam một bản ghi nhớ khiến cho cả thế giới ngỡ ngàng sửng sốt. Cụ thể thì thông tin này có thật hay không và có những tiềm năng thần kỳ như thế nào nếu như Việt Nam thực sự sản xuất được chip dưới chính tay Mỹ đầu tư? Cùng mình đi khám phá ngay bây giờ nhé! Có thể nói rằng, Mỹ-Việt nâng tầm quan hệ như mở ra một cánh cửa cho các công ty Hoa Kỳ tìm đường dẫn lối sang Việt Nam. Càng ý nghĩa hơn nữa khi ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chuyến công du ngược lại sang Mỹ, tuy khá bận rộn nhưng hiệu quả rất mỹ mãn. Cụ thể, vào cuối chiều ngày 18 tháng 9 theo giờ địa phương, trước khi rời San Francisco tiếp tục hành trình đến Washington DC, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm một số doanh nghiệp lớn tại thung lũng Silicon, trong đó có công ty Synopsys. Tại đây, công ty này đã cùng Việt Nam ký một bản cam kết trị giá hàng tỷ đô la. Đó là lời hứa sẽ thành lập trung tâm chế tạo và mô phỏng chip cao cấp và hỗ trợ năng lực sản xuất chế tạo chip tại Việt Nam. Dành cho anh em nào chưa biết, Synopsys là ông lớn trên thị trường toàn cầu về tự động hóa thiết kế điện tử, chuyên sâu trong lĩnh vực phần mềm thiết kế chip. Năm 2022, Synopsys có 19.000 nhân viên và đạt doanh thu 5,8 tỷ đô la Mỹ. Tại Việt Nam, Synopsys hiện sở hữu trung tâm thiết kế đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, thu hút gần 500 kỹ sư có năng lực. Trước đó, Synopsys đã trao tặng cho khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh tổng số 30 bằng sáng chế liên quan đến thiết kế chip, ước tính có trị giá lên đến 20 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ thiết kế. Đây là lần đầu tiên mà ông trùm sản xuất chip này muốn xây viện nghiên cứu và sản xuất, đồng thời là chuyển giao luôn cả công nghệ lõi cho Việt Nam. Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng đã bày tỏ vui mừng khi nhận được sự đón tiếp chân thành, nồng ấm của Synopsys. Ông chia sẻ: "Chúng tôi đến đây để thực hiện hóa mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam, Mỹ vừa được công bố cách đây một tuần." Thủ tướng gợi mở: "Chúng tôi mong muốn bạn tiếp tục đến Việt Nam và chúng tôi luôn luôn chào đón, luôn luôn hợp tác, luôn luôn chiến thắng cùng nhau." Và như thế, buổi ký kết đã diễn ra thành công tốt đẹp, thỏa thuận đã đi đến kết quả cuối cùng. Việt Nam sẽ sớm có thêm trung tâm nghiên cứu và sản xuất chip lớn nhất chưa từng có trong thời gian sắp tới. Ngạc nhiên hơn khi cách đây chưa lâu, Bộ Thương mại Hoa Kỳ trước đó đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu phần mềm thiết kế chip sang Trung Quốc. Còn dùng mình hơn, đó cũng là lúc mà hãng sản xuất chip Synopsys đến từ Mỹ quay xe đã ký biên bản ghi nhớ với Việt Nam. Truyền thông nước ngoài có vẻ rất ngạc nhiên và cũng rất nể phục về tinh thần tự chủ tự cường của Việt Nam. Hãy cùng xem khán giả nước ngoài họ nói gì nhé! Ngay cả Trung Quốc còn chưa có công nghệ làm chip tốt, đó là bí mật quốc gia. Nếu chiếm được công nghệ sẽ có tất cả. Nói thật là Việt Nam phát triển quá nhanh, mình muốn sang Việt Nam làm việc trong năm tới. Ngành sản xuất chip do Mỹ đầu tư ở Việt Nam là mục tiêu của mình. Chúc mừng từ Washington! Chip là một lĩnh vực đòi hỏi chất xám cực cao, làm chủ được công nghệ chip bán dẫn tức là công nghệ lõi rồi. Cảm ơn Mỹ đã hỗ trợ Việt Nam. Tôi sợ hai năm nữa Hoa Kỳ phải xuất khẩu lao động theo đơn đặt hàng của Việt Nam. Quá tuyệt vời, Thái Lan tôn trọng bạn. Mong rằng Việt Nam sẽ làm được và chứng minh cho cả thế giới thấy tài năng của mình. Chúc mừng hợp tác thành công. Các bạn nghĩ xem, bản câu chuyện làm chip made in Việt Nam lúc này có thể chậm, nhưng nếu bỏ qua thì sẽ để chậm mất mấy nhịp khi tham gia vào cuộc cách mạng số 4.0. Thực ra theo mình tìm hiểu thì biết được, giấc mơ làm được con chip bán ra thế giới có thể được hình thành từ thời ông Trần Đại Nghĩa nghiên cứu những năm 1975, nhưng chúng ta không làm được vì không có điều kiện. Ngày nay tại Việt Nam, khi triển khai làm căn cước công dân điện tử cần con chip để ghi nhớ tất cả thông tin của người dân. Đây là loại chip đơn giản nhất nhưng hiện Việt Nam vẫn chưa thể sản xuất được vì giá thành đắt đỏ nhưng số lượng lại không lớn. Việt Nam đã nỗ lực không ngừng để có được chỗ đứng trong lĩnh vực bán dẫn trong hơn một thập kỷ qua. Và thật tuyệt là khi đến bây giờ, chúng ta đã có thể ngẩng cao đầu khi dần dần đặt những bước đi đầu tiên vào sân chơi của chip, một sân đấu đầy khốc liệt. Cần nói thêm rằng, mọi thiết bị điện tử đều cần có linh kiện bán dẫn. Nghe thì xa xôi như bên Tây bên Tàu mới có, nhưng thật ra chip có mặt ở tất cả mọi nơi, đặc biệt là những sản phẩm gia dụng. Không ai có thể phủ nhận sự bao trùm của công nghệ chip lên thế giới này. Ví dụ như một chiếc xe hơi điện sẽ hầu như chỉ dùng chip để điều khiển. Đại dịch Covid-19 đã làm nguồn cung chip bị đứt gãy, đặc biệt là sản phẩm sử dụng cho xe hơi. Điều này khiến nhiều quốc gia bắt đầu đẩy mạnh đầu tư cho lĩnh vực này. Nói một cách dễ hiểu hơn, thế giới đang rơi vào cơn khát chip chưa từng có trong lịch sử. Lúc này, người người, nhà nhà đều mong chờ vào sự xuất hiện của những cơn lốc chip mới. Mà sản xuất chip đâu có dễ. Việc tạo ra một con chip giống như thai nghén của một đứa trẻ, nó cần đến thời gian 9 tháng,
Trong khi đó, nếu muốn thiết kế một con chip mới thì phải mất 3 năm. Với việc được nhiều ông lớn sản xuất chip chú ý và tìm đến, Việt Nam đang đứng trước cơ hội trở thành công xưởng sản xuất chip mới của thế giới. Mà đâu phải ngẫu nhiên Việt Nam lọt vào mắt xanh của các ông trùm chip Hoa Kỳ. Chắc chắn đó không phải là may mắn mà là vì những lý do sau. Việt Nam là thị trường tiềm năng với gần 100 triệu dân, chính trị ổn định và thu nhập đang gia tăng. Việt Nam cũng có nhiều người giỏi và trình độ cao trong lĩnh vực này. Việt Nam đã thiết kế chip trong vòng 20 năm qua. Hiện nay, Việt Nam đã có trên 2.000 kỹ sư thiết kế chip và nhiều người trong số họ có kinh nghiệm làm việc hơn 15 năm, đủ năng lực làm việc ở thị trường quốc tế. Vì vậy, Việt Nam cần tận dụng các nguồn lực này để giúp đất nước có năng lực cạnh tranh. Nhật và Hàn Quốc đã từng tận dụng sức mạnh của lĩnh vực chip để phát triển giàu mạnh. Chúng ta đi sau vì chiến tranh, bao vây cấm vận, nghèo đói, thiếu vốn nên không có tiền nghiên cứu khoa học. Chứ tổ chức người Việt ta không hề thấp kém. Việc mà ta đón đầu công nghệ sẽ là hiển nhiên, chẳng có gì lạ cả. Và đặc biệt quan trọng là Việt Nam bây giờ đã ở vị thế khác hoàn toàn Việt Nam xưa. Bây giờ chúng ta đã sát gần hơn với Mỹ và đã sẵn sàng cho những hợp đồng hợp tác đa lĩnh vực từ Mỹ. Có được điều đó là nhờ công chèo lái, nhờ nghệ thuật làm ngoại giao quá đỉnh của các bác lãnh đạo. Ai có mà ngờ rằng hai quốc gia từng là kẻ thù lại có thể ngồi chung bàn nói về một mục tiêu, hỗ trợ nhau vì lợi ích chung của hai bên. Chúng ta đã biến những điều không thể thành có thể. 28 năm không phải là quãng đường quá dài trong lịch sử quan hệ hai nước. Song những gì Việt Nam và Mỹ đạt được thực sự ấn tượng mà ngay cả những người trong cuộc cũng không nghĩ đến ở thời điểm hai nước bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao. Rõ ràng là sau khi để lại đằng sau nhiều nghi kỵ và hận thù, quan hệ Việt-Mỹ đã bước sang một trang hoàn toàn mới với sự hợp tác vượt bậc trong mọi lĩnh vực. Chúng ta hãy cùng chờ xem Việt Nam sẽ bay xa được đến đâu trên đường đua sản xuất chip khốc liệt này nhé! Còn đến đây thì mình cũng phải nói lời chào tạm biệt các bạn để khép lại video rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp nhé. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nhé. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.